cho Jibu lộ quá khứ đen với ông lớn, chồng trẻ bị tố ăn bám và ngoại tình. Sau khi bóc phốt bạn trai của Han Ye-sun từng làm tiếp viên ở quán karaoke, viện Garosero tiếp tục cho chồng trẻ của Choi Jibu lên thớt. Kim Jong-ho, đại diện của kênh YouTube Viện Garosero, cho khán giả xem bức ảnh quá khứ và hiện tại của một người đàn ông mà anh khẳng định là chồng Choi Jibu. Kim Jong-ho tiết lộ rằng người đàn ông này đã đổi tên, thay đổi cả công việc trước khi làm đám cưới với Choi Jibu. Kim úp mở, chồng Choi Jibu kém cô ấy 9 tuổi, tức là sang sang bằng bạn trai hiện tại của Han Ye-sun. Mọi người có thể hiểu rồi đấy. Choi Jibu tuyên bố với truyền thông rằng cô quen chồng khoảng 1 năm rồi cưới năm 2018. Tuy nhiên, theo Kim Jong-ho, thực chất Choi Jibu đã quen chồng từ trước đó 3 năm, tức là khoảng 2014. Khi người đàn ông này quyết định hợp tác với bạn mở công ty Ohio vào cuối 2014, Choi Jibu đã ủng hộ về cả tiền bạc và tinh thần. Thời điểm này, chồng Choi Jibu, khi đó là bạn trai cô, đã thay tên đổi họ. Kim Jong-ho nhận xét rằng, dù Choi Jibu có cố gắng mang anh chồng hiện tại về nhà và thay đổi anh ta về danh tính, thì người đó không bao giờ thay đổi bản năng của mình, kể cả khi che đậy đi nữa. Cựu phóng viên Kim nói, Choi Jibu không biết về tấm ảnh anh đang giữ, có thể không biết cả việc chồng trẻ ngoại tình. Tôi giữ trong tay cả tấm ảnh bồ của chồng Choi Jibu bước ra khỏi xe hơi vào khách sạn với anh ta. Nếu trông thấy tấm ảnh đó, không chừng cô ấy sẽ ngất xỉu. Trong khi cho khán giả xem bức ảnh quá khứ của người được khẳng định là chồng của Choi Jibu, Kim Jong-ho nhận xét, hãy nhìn người đàn ông này, anh ấy thật tuyệt phải không? Tôi cho mọi người biết, anh ta là chồng Choi Jibu. Kim tiết lộ tên của doanh nghiệp mà Choi Jibu tuyên bố đang điều hành, đồng thời nói rằng, không ai biết rằng chồng của Choi Jibu điều hành công việc kinh doanh ở công ty này. Phía viện Garosero khẳng định, ngoài việc giao công ty riêng cho chồng trẻ kinh doanh, Choi Jibu chu cấp tiền cho anh tiêu xài, xe cộ cũng giao cô tặng. Xuất phát điểm của anh được cho là không khác gì bạn trai Han Ye-sun hiện tại. Điều này khiến dân tình bán tín bán nghi. Phải chăng chồng trẻ của Choi Jibu cũng từng làm ở quán karaoke và ăn bám các quý bà? Bên cạnh đó, viện Garosero còn tiết lộ nhiều thông tin đời tư của Choi Jibu, bao gồm việc cô từng đi Las Vegas, Mỹ với một chủ tịch. Chân dung của người chủ tịch này cũng được tung lên, đã lập tức gây xôn xao. Kim Jong-ho nhấn mạnh, Choi Jibu, tôi từng cảnh cáo rằng nếu cô không chịu khóa tài khoản mạng xã hội, tôi sẽ công khai hết. Cô còn nhớ mình từng đến biệt thự cao cấp Bellagio ở Las Vegas cùng vị chủ tịch đó không? Cựu phóng viên này ám chỉ, Choi Jibu đã được vị chủ tịch này đỡ đầu và cùng ông ta đi Mỹ. Trước loạt thông tin tiêu cực mà kênh YouTube đưa ra, YG Entertainment, công ty quản lý của Choi Jibu đã đưa ra một tuyên bố chính thức. Chồng của Choi Jibu kém cô ấy 9 tuổi và hiện là CEO của nền tảng ứng dụng Ohio. Lý do tại sao Choi Jibu chưa bao giờ tiết lộ về chồng mình chính bởi vì cô ấy nghĩ rằng điều đó có thể gây ra những thành kiến không cần thiết đối với công ty. Vì vậy, cả hai đã cùng quyết định giữ bí mật để tránh việc tạo gánh nặng cho đối phương. Choi Jibu và chồng hiện tập trung vào vun đắp gia đình và dành thời gian cho bạn bè. Mong mọi người thấu hiểu ý định sâu xa đó của Choi Jibu. Chúng tôi chân thành yêu cầu các bạn không đưa ra những suy đoán thiếu căn cứ. Choi Jibu là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Cô đóng nhiều phim như Nấc Thang Lên Thiên Đường, Bản Tình Ca Mùa Đông, Những Ngày Tươi Đẹp. Cô kết hôn bí mật đầu năm 2018. Chồng Choi Jibu kém cô 9 tuổi là CEO của một công ty phát triển các ứng dụng dựa trên Ohio, Online to Offline. Sau khi cưới, Choi Jibu gần như vắng bóng khỏi làng giải trí.